Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình có nấu món cơm gà xối mỡ nên mình chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo nha. Cơm gà xôi mỡ mình đã nấu xong rồi nè. Mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha. Đùi gà mình sẽ đem đi hấp hấp có khoảng 20 phút. Bây giờ mình sẽ nấu cơm. Đây mình cho gạo rồi, rồi mình bỏ bột nghệ vô nấu. Đây là bột nghệ, mình thích vàng nhiều mình sẽ để nhiều, mình thích vàng ít thì mình sẽ để ít, tùy theo mỗi người. Gà mình hấp được 20 phút rồi nè, giờ mình sẽ gấp ra để ngoài dĩa vậy nè cho nó nguội lại, rồi sau đó mình sẽ đem đi chiên. Đây nồi cơm của mình, nồi cơm mình nấu xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chiên gà. Bây giờ mình sẽ chở bầy gà. Gà mình chiên gì là được rồi đó. Ai thích ăn vàng thì chiên vàng thôi. Chiên nó vừa vàng. Nồi cơm mình đã nấu xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt điện rồi mình để cho nồi cơm nó nguội một chút, rồi hồi mình sẽ bắt lên mình xào. Hồi mình sẽ xào sơ. Xới cơm lên. Tắt lửa xong rồi mình sẽ xới cơm lên. Bây giờ mình sẽ xào cơm, mỡ, tỏi, sấy cho vàng. Đây tỏi mình sấy vàng rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra một ít nha. Mình sẽ vớt để ra ngoài một ít. Đổ trứng vô. Mình xào cái kiểu này giống như là mình xào cơm nha, chiên cơm. Giờ mình sẽ đổ cơm vô. Cơm với trứng mình trộn đều rồi mình sẽ nêm vô một miếng một nêm. Nêm xong rồi mình xào đều xong rồi mình sẽ để vô một ít hành. Nhà mình thích ăn hành thì mình sẽ để hành, không thích ăn hành thì thôi để. Cái tỏi nãy mình vớt ra bây giờ mình sẽ để vô nó hết luôn. Mình trộn đều nó là xong. Mình có nấu thêm miếng canh nè, cải xanh với tôm. Chờ nó sôi cái mình để hành vô nữa.
cơm gà xôi mỡ mình đã nấu xong rồi nè. Mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha. Gia đình mình bắt đầu ăn cơm đây, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của gia đình mình. Để ủng hộ kênh của gia đình mình, cả nhà cho gia đình mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Bye.